Duy Mạnh bấm bóng rất điệu cơi. Bàn thắng thứ 5 đã tới với Việt Nam. Và đó lại là Lê Thanh Bình. Một cú hat-trick dành cho cầu thủ mang áo số 16. 5-0 rồi. Vẻ mặt thẫn thờ của thủ thành bên phía U23 Macau Trung Quốc, Hồ Man Phai. Đó cũng là niềm vui của U23 Việt Nam cũng như là những cổ động viên từ quê nhà hay những ai đang có mặt tại sân động Sa Lam. Những pha xử lý đầy gọn ghẽ của Lê Thanh Bình. 5-0 cho U23 Việt Nam.